khởi nguồn từ vùng núi tuyết lạnh giá ở cao nguyên Thanh Tạng, Trung Hoa, đại trường giang Mekong chảy quanh co qua Tam Giác Vàng, Myanmar, Lào, Thái, rồi tuôn tràn xuống xứ sở Chùa Tháp. Sau khi rót một lượng nước khá lớn vào biển hồ, đại trường giang Mekong tách ra thành hai nhánh sông lớn, Mekong và Ba Sát. Dòng Mekong chảy sang Việt Nam gọi là Tiền Giang, dòng Ba Sát gọi là Hậu Giang. Dòng Tiền Giang mạnh mẽ lại phân chia thành 6 nhánh. Dòng Hậu Giang hiền hòa đã một thời phân thành 3 nhánh. Chính nhánh sông uốn lượn như chính con rồng, đêm ngày hối hả trút nước ra biển Đông. Trong sự kiến tạo kỳ diệu của thiên nhiên, đất và nước biến đổi như thế nào? Trong hành trình dạn dặm tìm đường ra biển cả, nơi gặp nhau giữa sông và biển, con người sống ra sao? Cửa sông nào còn, cửa sông nào mất? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi thực hiện hành trình ký sự khám phá chính cửa sông Rồng. Sau khi mơ màng soi bóng cầu Mỹ Thuận, dòng Tiền Giang lững thững đến đầu cù lao An Bình lại bệnh rịnh phân chia ra thành hai nhánh lớn. Nhánh Cổ Chiên do bị hệ thống kè bờ bắc cầu Mỹ Thuận nắn dòng chảy, nên lưu lượng nước mạnh mẽ cuộn lấy bãi bờ thành phố Vĩnh Long. Trong hành trình dài hơn 80 km, dòng Cổ Chiên làm ranh giới tự nhiên giữa các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bến Tre, rồi vươn ra biển qua hai cửa, cửa Cổ Chiên và cửa Cung Hầu. Tuy nhiên, trước khi đổ ra biển Đông, hai cửa này nhập lại thành một cửa sông lớn, rộng hơn 8 km, người xưa gọi là biển Băng Côn. Biển Băng Côn ít ai còn nhớ nữa, nhưng tên sông Cổ Chiên thì vẫn luôn in đậm trong ký ức của cư dân đôi bờ, vì nó đã để lại cho đời những câu chuyện dân gian, những truyền thuyết đẹp. Truyện xưa lưu truyền rằng, vào năm 1785, sau khi đại bại ở trận Rạch Gầm - Xoài Múc, tàn quân Xiêm và quan quân Nguyễn Ánh phải tận dụng ghe xuồng nhỏ chèo chống xuống phía nam, tìm đường rút chạy về nước. Thế nhưng, khi đến dòng sông này, bị nghĩa quân Tây Sơn mai phục truy sát, giặc hoảng loạn làm rơi cả trống và chiên lệnh xuống sông. Từ sự kiện lịch sử đáng nhớ này, cư dân địa phương gọi là sông Cổ Chiên. Theo từ Hán Việt, cổ là cái trống, chinh là chiên, dịch nghĩa là cổ chinh, nhưng lâu ngày đọc lại thành Cổ Chiên. Các bạn, hiện giờ thì chúng tôi đang đứng tại bờ bắc của cửa sông Cổ Chiên, nơi đây thuộc ấp An Thủy, xã An Quy, huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre. Và bây giờ mời quý vị các bạn cùng với chúng tôi đi hành trình khám phá đời sống của cư dân nơi cửa sông này. Trong hành trình hàng ngàn dặm, dòng Mekong chở nặng phù sa ra đến đây bồi lắng bãi bờ trước khi hòa mình vào biển mặn. Ở nơi sông và biển gặp nhau này đã hình thành nên vùng sinh thái đặc thù. Xưa là cây dừa nước, cây đước, cây mắm bị phù sa quyến rũ, bước chân xuống bãi bồi, đêm ngày cùng nhau lấn biển. Thế nhưng những năm gần đây, thời tiết ngày càng thất thường, biển cả ngày càng khó tính, thân đước, mắm, can trường thuở nào, có lúc cũng đành rùng mình trút lá vàng hoặc ngã nghiêng trước sóng gió. Rừng của Bến Tre thì nó nằm tập trung ở ba huyện ven biển là Bạch Tri, Bình Đại, Thành Phú.
Thì trong đó các cái rừng mà ven biển thì nó ở thành phố nó có một cái dải rừng chết ven biển. Thì ở đây nó chết đó là do sóng một phần rồi cát nó lùa vô lấp cái trang. Thành ra nó xây dựng một cái dải rừng chết ở đây hàng năm thì nó chết khoảng chừng bề vô khoảng chừng 20 đến 50 mét. Thì trong vấn đề 128 hectare của cái rừng Thịnh Phú ven biển thì thời gian vừa qua nó cũng chung là nó lở là lấp trôi này nọ thì nó cũng đã hao hụt gần 100 hectare. Hiện tại ở cửa sông còn lại chủ yếu là họ hàng nhà Bần. Xưa có tên gọi Mỹ Miều là Thủy Liễu, từng làm sao xuyến bao thi nhân, lữ khách thương hồ, thời khẩn quan lập ấp. Ngày nay, cây bần được trồng thành rừng phòng hộ hữu hiệu ở nơi sông và biển gặp nhau. Dưới những tán bần xanh là cái nôi sinh sôi nảy nở lý tưởng của nhiều loài thủy sản, trong đó có con cua biển. Nhiều cư dân dùng cửa sông đã khấm khá lên bằng nghề nuôi cua biển. Anh có thể nói về cái việc nuôi cua ở đây thì như thế nào hả anh? Nói chung gia đình tôi thì nuôi cua thì thu nhập cũng tương đối là khá. Nhờ nói chung là diện tích thì nó rộng. Hơn nữa thì mình bắt nguồn giống nói chung là chất lượng. Thì nói chung là chăm sóc thì mình áp dụng theo khoa học kỹ thuật, theo cái hướng dẫn của cán bộ khoa học kỹ thuật. Thì từ đó cái hiệu quả từ con cua rất là cao. Chẳng hạn như vụ vừa rồi thì gia đình tôi thả khoảng 7.000 con giống, thu hoạch khoảng trên 30 triệu đồng từ con cua này. Thổ nhưỡng Thạnh Phú cũng giống như các huyện duyên hải của chính nhánh sông Rồng, đồng bằng xen kẽ dòng cát và những cánh rừng ngập mặn. Nhưng vì nằm giữa hai dòng sông lớn Hàm Luông và Cổ Chiên, nên vào mùa nắng, nước biển xâm nhập vào rất sâu. Nếu như từ thị trấn Thạnh Phú đi ngược lên Đại Điền, Phú Khánh, là màu xanh của những cánh đồng lúa, của những vườn dừa mới hồi sinh, thì từ thị trấn đi ra phía biển là sắc màu của đổi mới đang được bàn tay con người làm nên. Ở đây, diện tích lúa dần thu hẹp lại, nhường chỗ cho các ao, đầm, cồn bãi nuôi thủy sản. Đặc biệt là con nghêu, từ lâu đã sinh sôi nảy nở tự nhiên ở vùng bãi bồi ven biển Thạnh Phong, Thạnh Hải. Đây được xem là ân huệ cuối cùng của Trường Giang Mekong ban tặng cho cư dân hạ nguồn trước khi trở về với đại dương. Thưa quý vị các bạn, năm 1946, vùng duyên hải Thạnh Phong của huyện Thạnh Phú đã vinh dự được chọn làm nơi xuất phát chuyến vượt biển đầu tiên của đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre ra miền Bắc để gặp Bác Hồ và Trung ương Đảng nhằm để mở đường chi viện cho miền Nam. Và đến năm 1960, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú lại một lần nữa trở thành nơi xuất phát của những con tàu không số và đã góp phần làm nên kỳ tích của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Dư âm của phong trào đồng khởi còn lan rộng, thì ngày 18 tháng 8 năm 1960, tại vùng đất Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, lại tiếp tục ghi dấu vào trang sử đường Hồ Chí Minh trên biển bằng con tàu đầu tiên xuất phát từ Thạnh Phú, Bến Tre, vượt biển ra Bắc để vận chuyển vũ khí về Nam đánh Mỹ. Đó là con tàu gỗ nhỏ gắn máy thủy động cơ, tàu chở 8 người do ông Lê Công làm thuyền trưởng. Trải qua hành trình nhiều ngày đêm vật lộn với sóng gió đại dương và sự phong tỏa gắt gao của giặc, tàu của ông Lê Công đến miền Bắc an toàn. Hai năm sau, ông Lê Công được lệnh cùng các tàu không số lần lượt vượt Trùng Dương trở về Nam. Tàu ông chở theo 75 tấn vũ khí và đã cập bến an toàn tại Dàm Lũng, Cà Mau. Cửa Long Giang sóng trào nước xoáy thỏa nào, nay như mơ màng tình tự cùng biển cả. Muôn lớp sóng vô tư hôn bãi bờ và gió về những con tàu ra khơi buông lưới. Trong khung cảnh thanh bình và có vẻ thơ mộng này, chúng tôi lại thoáng chút suy tư về vùng đất cuối của Lam Minh. Từ xa xưa, nơi đây một trong ba đảo xứ Dừa bị ngăn cách các vùng lân cận bởi hai dòng sông lớn. Ngày nay vẫn vậy, do trắc trở về giao thông,
nên đời sống kinh tế cư dân vùng này chậm phát triển. Người dân đánh bắt tôm cá quanh quẩn ở cửa sông và gần bờ biển, chưa có tàu lớn mã lực mạnh để đánh bắt xa bờ. Đáy hàng khơi là nghề truyền thống lâu đời còn duy trì ở vùng cửa biển này. Giữa trời nước mênh mông, bạn chòi ngồi một mình trong căn chòi lêu khêu, nghe đại dương cất cao tiếng thét gào trong mùa mưa bão, hay nằm co ro nhìn bóng tà dương lặn khuất phía đất liền. Cuộc mưu sinh của bạn chòi vừa lãng mạn vừa mạo hiểm. Nếu là chúng tôi, chắc giỏi lắm cũng bám trụ trong túp lều mơ mộng chỉ được một ngày đêm. Còn các bạn hầu như gắn cuộc đời mình với biển, biển là nhà, là quê hương. Những cư dân sinh ra và lớn lên nơi sông và biển gặp nhau này, từ thuở nhỏ đã giỏi bơi lặn, lớn lên đã biết luồn cá đi, đã lắng nghe được đại dương trở mình. Những người lớn tuổi kể rằng, khi xưa tàu ghe vượt qua các cửa sông lớn rất hồi hộp vì sóng to cá dữ thường bất ngờ xuất hiện. Trịnh Quệ Đức có ghi trong sách Gia Định Thành Thông Chí như sau: Giao Sa có tên khác là Xà Ngư, và có sạn lớn đến vòng tay người ôm, dài hơn một trượng, mắt đỏ, miệng lớn. Xà Ngư tánh rất dữ, những khi sóng to gió lớn thường nổi lên cả bầy đuổi theo ghe thuyền, chực chờ khi nghe thuyền lật úp để ăn thịt người. Gặp cảnh ấy, người đi ghe phải bỏ xuống sông mấy cục đá hay bao gạo, đợi cho nó nuốt đầy bụng rồi mới chèo đi. Ngày nay, nhiều loài cá to ít thấy xuất hiện ở các cửa sông. Cá voi cứu người, cá xà ngư ăn thịt người hình như đã trở thành truyền thuyết đối với lớp trẻ bây giờ. Bằng nhiều phương tiện giao thông hiện đại, ngày nay con người có thể vừa vượt sông, vừa ung dung ngắm bóng dáng thơ mộng của dòng Mekong trước khi nó hòa mình vào biển cả. Cây có cội, nước có nguồn. Câu tục ngữ ấy như một triết lý nhân sinh sâu sắc. Thượng nguồn dòng Mekong, có thời con người đã ngộ nhận và đã mạo hiểm tìm kiếm hàng mấy thế kỷ mới phát hiện ra. Dòng sông kỳ bí đã góp nhặt những giọt nước đầu tiên từ vùng núi tuyết ở độ cao trên 5.000 mét, rồi chảy quanh co qua thảo nguyên, rừng núi, đồng bằng của 6 quốc gia. Trong hành trình ngàn dặm, dòng Mekong đã kiến tạo nhiều tuyệt tác thiên nhiên cho cư dân đôi bờ. Rất khó hiểu khi chảy đến Nam Lào, dòng sông bỗng phình to ra và để lại đấy 4.000 cù lao lớn nhỏ trước khi tràn xuống đất nước Chùa Tháp. Sang Việt Nam, các nhánh của dòng Mekong lại cần mẫn đêm ngày bồi lắng tạo nên nhiều cù lao giữa dòng. Hai dòng sông Cổ Chiên và Cung Hậu trong hành trình đổ ra Biển Đông đã bao lần chia đôi và nhập lại. Sau mỗi lần chia tay và hội ngộ ấy, đã để lại cho đời những cù lao xinh tươi. Song, số phận của mỗi cù lao lại phụ thuộc vào độ mặn ngọt của dòng sữa Mekong. Nếu như ở đầu nguồn Cổ Chiên xưa là Bãi Tiên, nay là dải cù lao 4 xã, An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú, nước ngọt quanh năm, cây trái xum xuê, cuộc sống cư dân sung túc, thì ở cuối dòng dải cù lao Long Hòa, cây cối ngâm chân trong nước mặn, làng quê vắng vẻ. Tuy nhiên, thiên nhiên vẫn không phụ lòng người. Ở nơi sông và biển gặp nhau này là nơi sinh trưởng lý tưởng của các loài thủy sản nước mặn và lợ. Về ba đảo xứ Dừa, về thành phố, về vùng đất lịch sử được tắm mát bởi hai dòng sông lớn của chính nhánh sông Rồng. Còn có một địa danh nổi tiếng nữa mà chúng tôi không thể không tìm đến. Đó là dòng Luông, Đại Điền, nơi xuất phát của tiểu đoàn 307 vang danh thời chống Pháp. Thưa quý vị, các bạn, hiện giờ thì chúng tôi đang đứng tại khu di tích lịch sử tiểu đoàn 307.
Vào ngày 5 tháng 7 năm 1948, tiểu đoàn 307 đã chọn nơi đây làm điểm xuất quân và sau đó đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Và bây giờ, mời quý vị các bạn dành ít phút để cùng với chúng tôi đi ngược dòng thời gian để tìm hiểu về lịch sử oai hùng của tiểu đoàn này. Tiểu đoàn 307 được thành lập ngày 1 tháng 5 năm 1948 tại vùng căn cứ Đồng Tháp 10. Nhưng đến ngày 5 tháng 7 năm 1948, lại bí mật làm lễ xuất quân giữa dùng sông nước của chính nhánh sông Rồng, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Trà. Sau lễ xuất quân, tiểu đoàn 307 đã đánh thắng dòng giả các trận Mộc Quá và La Bàn. Mỗi trận tiêu diệt và bắt sống hơn tiểu đoàn giặc. Từ bài thơ ca ngợi chiến công oanh liệt của tiểu đoàn 307 của nhà thơ Nguyễn Bính, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí đã phổ nhạc thành bài ca Tiểu đoàn 307, đã ra đời hơn nửa thế kỷ. Vậy mà đến nay vẫn âm vang khí phách hào hùng. Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng tiểu đoàn 307 buổi xuất quân tiểu đoàn năm nay, cả tiểu đoàn thế giới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân tiểu đoàn năm nay, nguyện một lòng gìn giữ non sông, đã chiến đấu bao năm trường chiến đấu với bao thành tích huy hoàng. Trận Tháp 10, trận Mộc Hóa vàng, tiểu đoàn về trận La Ba, lưỡi gươm vung với cánh tay sắt, đầu ra rung máu sông đồng đồn giặc vỡ tan. Lẽ bay tiểu đoàn lẽ bay, đoàn của lẽ bay kể từ buổi đánh đầu trước đây, oai hùng biết bay tiểu đoàn lẽ bay với da sắt gan vạn chiến luôn lòng son trắng đào. Chính tiểu đoàn bao nhiêu người pháp rung lên sợ hãi. Hai dòng cổ chiên và cung hầu như hẹn nhau để lại đây một dấu chấm lửng trước khi kết thúc hành trình hơn 4.880 km. Ban đầu người dân gọi cái dấu chấm lửng ấy là cồn bần. Trải qua thời gian dài in dấu chân người, những cồn bần ấy sẽ có tên đất, tên làng như nhiều cù lao ở hạ nguồn. Theo kết quả khảo sát gần đây của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới phối hợp các ngành chức năng trong vùng thực hiện, thì khu vực các cửa sông thuộc ba tỉnh ven biển Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng đang xảy ra tình trạng bồi lắng mạnh. Sự bồi lắng rất đặc thù, có bãi bùn, bãi cát pha bùn và bãi cát. Nói chung là bãi bồi phù sa mới. Diện tích bãi bồi lên tới 45.000 hectare, tính luôn vùng bãi bồi đang phát triển có trên 60 hectare, bằng diện tích đất của hai huyện. Trong khi đó, hàng năm, nhất là vào mùa lũ, đôi bờ sông Tiền, sông Hậu và nhiều chi nhánh xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Đất lở nơi này lại bồi lắng nơi khác. Phải chăng sự kỳ diệu của dòng sông là muôn đời biến đổi? Phải chăng trăm sông ngàn suối đi loanh quanh rồi cũng trở về với biển cả? Đó là quy luật của tự nhiên. Điều thú vị và đáng ghi nhận là con người đã và sẽ để lại những dấu ấn lịch sử cho mỗi dòng sông cửa biển. Ở vùng trời nước mênh mông này, ngày xưa con người thấy mình nhỏ bé và nể sợ thiên nhiên. Ngày nay, khoa học kỹ thuật đi sông đi biển tiến bộ, con người đang hướng ra biển, chinh phục biển để làm giàu và gìn giữ vùng trời vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong tập ký sự tiếp theo, Cửa Cung Hầu. Giờ xin tạm biệt.